Chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác, chào tất cả các anh. Lâu lâu hôm nay em lại quay về cái cây phi điệp. Vẫn là cây phi điệp thôi chứ em chưa biết quay về cái giống gì. Nó được nhiều người yêu thích như phi điệp. Bởi vì phi điệp rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cái việc Kiki mà ra rễ. Mà các nói chung rất là nhiều anh chị là Kiki mà không ra rễ hoặc Kiki ra rễ. Với em thì cây ra rễ hay không thì nó cũng là cả một cái quá trình, chứ không phải cứ kích là ra rễ. Còn kỳ thì cứ kích là ra kỳ, đấy là đương nhiên. Thì em muốn nói về cái vấn đề Kiki ra rễ hay không một chút. Thì đây em có thể anh chị có thể nhìn qua cái kỳ của em đây. Cái kỳ này ra rễ hết rồi, rất là nhiều rễ. Cũng sử dụng thuốc nhá, vết chích đây nhá. Vết chích đây nhá. Vết chích và đều sử dụng thuốc như nhau nhá. Cái này em chích trên đầu thôi thì nó lên này, chích đâu lên đấy và đều ra kỳ. Còn nó dưới này đây anh chị có thể nhìn này. Em không chích tí nào cả. Nó không ra kỳ, nó cũng chẳng ra hoa, chẳng ra gì cả. Em chích đây để cho ra hoa nhưng mà nó lại ra kỳ. Đấy. Bên này thế này. Em chích có một nhát đây này. Đấy, đây đây. Chia nó. Một vết này. Đấy, chị thấy không ạ? Đấy. Đúng vết thôi là nó ra mấy cái kỳ luôn. Đây, bên này thế này. Chích là sẽ ra kỳ nhá. Chắc chắn là như vậy, chích là ra kỳ. Đúng không ạ? Chích là ra kỳ nhá. Đây em có thể quay sang cây bên này một chút, cây bên cạnh. Đây chích em một vết chích này. Vết chích gần hoa này nhá. Một vết chích này, vết chích vàng vàng này ạ. Gần hoa nhá. Cái vết chích này là sẽ ra kỳ này. Cứ chích là ra kỳ. Anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cứ chích là sẽ ra kỳ nhá, 100% là ra kỳ. Với những cái cây khỏe mạnh bình thường như này đây. Cái thân này thì nó hơi nó, em chích cái này chích nhiều này. Ra kỳ nhiều. Đây cái này đại loại cái này ra kỳ rất là nhiều. Đây. Đây thì anh chị thì nhìn này. Nó ra kỳ rất là dày, nhiều lắm. Gần như mắt nào nó có. Mắt nào nó có. Nhưng cây này chưa dễ này. Thế em muốn nói về hôm nay thì em sẽ nói về cái vấn đề là cây có thể có ra rễ hay không ra rễ của cái cây phi điệp. Khi mình kích kỳ, anh chị kích kỳ thì chắc chắn là nó sẽ lên kỳ. Nếu như thuốc của anh chị là mua thuốc chuẩn thì 100% là lên kỳ. Khi mà anh chị chỉ cần chích một phát này, nó sẽ lên 3 cái. Đây nhá, một phát là sẽ lên 3 cái chắc chắn luôn. Cái này 3 cái này, cái này là một phát là tận 4 cái cơ. Chứ không phải là một phát một cái. Thế nên khi anh chị chích ấy, cái vấn đề lưu ý ở đây là đừng mắt nào cũng chích, mình sẽ chích theo kiểu là ít thôi, ít thì một phát thôi. Đây anh chị thể nhìn thấy đúng không, mình chỉ chích một cái thôi, chích đúng một cái thôi thì nó đã lên, có thể lên 2-3 cái rồi. Thế đó khi mà một mắt cho một thân ấy thì mình chỉ tích khoảng tầm độ 3-4 mắt mình chích một lần, thì cái lượng chích mà thì nó ít hơn ấy, thì nó sẽ ra mầm ít hơn và sẽ có mầm to mầm nhỏ. Cái nào nó cũng như vậy thôi, thì anh chị chích như thế thì nó sẽ có mầm to mầm nhỏ, thì cái nào lên nhanh thì nó sẽ to hơn. Nhưng mà thường ấy thì nó phải đạt đến một cái độ nhất định ấy, thì nó mới ra rễ được. Cũng như trẻ con ấy thì nó phải đến một độ tuổi nhất định thì nó mới mọc răng được, nếu ăn được cơm. Còn cái việc mà có nhiều mà nó không mọc được rễ là do anh chị chích quá nhiều hoặc là do cây nó quá yếu. Chứ còn chẳng có cái loại nào mà chích cẩn thận để cho nó ra rễ hoặc là ra kỳ vừa ra rễ cả. Ý em muốn nói ở đây là có những cái cây đây em chích này rất to này, như kỳ này nó phải tầm 6-7 cm rồi mà nó cũng có rễ đâu. Đây bên này nó ra một dàn luôn này, nó ra rất nhiều, nó dày quá nó ra rất nhiều nhưng không có rễ. Cái này còn lâu nó mới ra rễ cơ, nó phải dài với tầm trên 10 cm nó mới ra rễ. Còn khi mà một cái cây mà nó trên 10 cm mà nó không ra rễ, thì đấy là do ở đây có cái cây ngay kế bên này. Đây, như cái này. Kỳ 10 xăng không có dễ. 10 xăng không có dễ. Có thể là hơn 10 xăng luôn. Mười mấy xăng không có dễ luôn. Thế em muốn nói là khi mà mình sử dụng thuốc, nó chẳng có cái cách nào để cho mà cứ 10 xăng ra dễ hay là 1-2 xăng đã ra dễ. Không phải thế. Nó có những cái cây rất bé đã ra dễ rồi. Anh chị nhá. Đây này. Rất bé đã ra dễ nhá. Nhưng không phải cứ cái nào nó cũng cứ bé là ra rễ này. Trên này có cái bé tí ra rễ này.
Đấy. Không phải cứ bé là da dễ hoặc là cứ to là da dễ, không phải thế. Mà không phải do cách kích thuốc luôn. Cách kích thuốc chắc chắn là lên ki. Nhưng còn cái việc là mình kích thuốc xong để làm sao để cho nó da dễ thì em nghĩ là không có định nghĩa đó. Dành cho những cái cây, dành cho những cái cây yếu, những cái cây nhỏ thì còn lâu nó mới da dễ. Nó đi ngược lại. Những cây to thì nó cứ phành 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 xong nó là da dễ thôi. Còn những cây nhỏ thì nó sẽ lâu da dễ hơn. Nhưng trong cái điều kiện mà mình muốn nó nhanh ra dễ thì cây nào nó cũng như vậy thôi. Cây nào cũng thế các anh chị nhá. Là khi mà bản thân nó thiếu nước ấy, thiếu ăn ấy, thì nó phải ra dễ. Nó mọc dễ để khả năng sinh tồn mà. Nó mọc dễ. Nhưng mà mình vẫn phải cho nó ăn nhá. Chứ đừng đừng cắt nước hẳn. Ý em là khi mà muốn nó ra dễ của các loại kia nhá thì mình cắt nước bớt đi. Đừng để cây nó ăn quá nhiều cả phân bón hay là đến các loại nước hay là các loại chất kích thích hạn chế thì bản thân cái kia nhỏ thì nó sẽ chóng ra dễ hơn. Và kèm vào đó thì mình sẽ sử dụng tác động một số cái loại thuốc kích thích để cho nó ra dễ nhanh. Đây chị có thể thấy trên một cần những cái này bé tí nó ra dễ này. Cái này to đùng nó có dễ đâu. Bởi vì nó lớn nhanh. Thế nên là có những cái tác động để mà nói là kích ki mà vừa kích ra ki vừa ra rễ thì em không dám tin. Bởi vì kích thì ki chắc chắn lên rồi, chắc chắn là nhiều ki. Nhưng mà rễ lên thì không, em không biết. Trên một cây đâu phải cây nào nó cũng ra rễ đâu. Không phải cây nào nó cũng ra rễ mà không phải cây nào nó cũng không ra rễ. Đây như 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 cái này nó dài này. Khoảng 12 cm là nó rễ mầm. Như cái cây bên cạnh này, giỏ bên cạnh này, nó phải 15 cm rồi, nó chẳng có rễ. Thì bởi vì là cái thân của nó mập mà nó ra ít ki này. Anh chị nhìn bên nó ra ít ki không? Nó ra quá ít đúng không? Hai cái. Thì mẹ nó nuôi đủ, mẹ chúng nó nuôi đủ chúng nó. Một thân có hai ki to đùng. Mẹ chúng nó nuôi đủ chúng nó. Mà cái cây này còn chẳng kích luôn. Đây làm sao nào? Không có vết kích nào luôn nhá. Không vết kích. Mẹ chúng nó nuôi được chúng nó rồi thì chúng nó chẳng cần ra rễ làm gì. Còn mẹ chúng nó không nuôi được chúng nó thì chúng nó tự sẽ ra rễ thôi. Không có một vết kích nào. Anh chị nhá. Không một vết kích nào gần luôn. Ki mọc hoàn toàn tự nhiên. Ki mọc hoàn toàn tự nhiên luôn. Nhưng dài mười mấy xăng có dễ đâu. Nhưng cái cây này kích luôn. Đây này, có vết kích. Nhớ mà em kích mà nhớ không? Có vết kích nhá. Cũng 10 xăng cũng ra dễ. Thế nên là khi mà mình nói rằng là kích ki để cho nó ra dễ thì điều đó thì em nghĩ là nó không không phải cứ kích ki là ra dễ và không phải cứ kích dễ là sẽ ra dễ. Thế nên là mình sử dụng kích dễ nhưng mình phải phụ thuộc vào cái vấn đề đó, chính là vườn nhà mình vườn đủ độ ẩm hay là vườn thiếu ẩm. Vườn cây bao giờ nó cũng thế, nó có cái luật khả năng sinh tồn nói. Thì khi mà nó thiếu nước ấy thì nó phải ra rễ để nó đi tìm nước. Và nó sẽ đầy đủ ăn như cái ki tự nhiên trên kia. Ki tự nhiên đây. Mười mấy xăng cũng có ra rễ đâu. Ki tự nhiên như nó chưa ra rễ. Thì em muốn nói ở đây là có nghĩa là cái điều kiện để mà mình kích ki nó ra dễ hay không ra dễ thì nó chẳng liên quan gì đến nhau. Kích ki chắc chắn ra ki, nhưng mà kích ki mà để vừa ra ki vừa ra dễ thì em không biết. Chẳng ai làm được điều đó cả. Nếu làm được thì đến đây làm hộ em nhà em có phải tầm độ 10.000 cái luôn. Nhưng có cái kích thì nó tự ra dễ. 3 xăng là đã có dễ rồi, nó cũng là kích luôn. Nhưng 3 xăng đã có dễ, nhưng có cái kích đến 10 xăng nó cũng chẳng có dễ. Nhưng còn ki tự nhiên ấy thì nó cũng như vậy thôi. Ki tự nhiên đây em có những cái đây mười mấy xăng đây này, vẫn đang treo gần ngay đây nhá. Mười mấy xăng chẳng có dễ. Thì thực chất của cái việc là cái ki tự nhiên này, nó ra hoa tự nhiên nhá, xong nó ra ki tự nhiên này. Khẳng định với các bác là không một vết tích choắc nào, không một vết nào tiêm. Không một vết nào tiêm, không một vết nào kích nào luôn. Mà nó ra dễ. Mà nó không ra dễ thì chứng tỏ là cái việc mà nó ra hoa đây này. Đây này. Bác nào có thể là đến đây và kiểm nghiệm nhé. Đây là kinh nghiệm của em. Nó ki tự nhiên nhưng chưa chắc đã có dễ. Có những cái ki là kích nhưng mà nó ra dễ trước. Thì đấy là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cây. Nên nó không liên quan gì đến cái việc là chúng ta sử dụng thuốc hay như nào cả. Chứ không có cái định nghĩa nào cho nó cả. Nó khi nó đói thì nó phải ra dễ để nó đi tìm thức ăn thôi. Còn kèm vào đó thì em cũng nói về cái vấn đề mấu chốt của cái việc kích ki. Thì đây chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đây là một vết chém cắt khớp. Thì bây giờ như này nhá. Nếu như trên một cái cây lan cắt như này bôi thuốc vào nó sẽ lên kia hai bên đúng không ạ? Đây là em nói về vấn đề cây lan. Nhưng nếu như nói về vấn đề cây xanh
những cái cây bình thường ấy, cây như vú sữa hoa quả ấy, cây hoa quả hồng xiêm vú sữa ấy, anh chị chỉ cần chặt một cái cành đi hoặc là chặt một cái vết thương đây thì bản thân cạnh cái vết thương này nó sẽ lên mầm. Đấy là bản năng sinh tồn nó của ấy cây. Cây nào cũng thế, cây xanh cây si về anh chị cứ thử chặt một phát dao vào gốc của nó nhá, thì cạnh cái gốc đấy của nó sớm muộn nó cũng sẽ lên mầm, nhưng lên nhanh hay lên chậm thôi. Đấy là tác động của cái việc chém như này hoặc cái việc khoan vào thân, thì có nghĩa là nó chỉ là thuốc ấy, nó chỉ là một cái tác động để cho nó lên nhiều ki hơn, chứ còn bản chất khi mà đã chém như này là nó sẽ lên ki đây rồi, nhưng cái thuốc của nó thì nó sẽ là kích thích cho cái mầm này lên nhanh hơn. Vết thương mà có vết thương thường nó sẽ nảy mầm ở bên cạnh các cây, anh chị có thể chặt đi và biết đấy. Gần như ai cũng đã từng biết về, đến nói về cây hoa trồng hoa quả đã biết đúng không ạ, chặt một vết thương là sẽ nảy mầm từ những cái vết cạnh cái vết thương đó, thì cây lan này nó cũng như vậy. Em đã từng thử nghiệm nhiều cái, tại sao mà những cái vết thương này của em có bao giờ em không bôi thuốc keo liền sẹo hay cái gì đâu, chả bôi gì kệ nó, bản thân của nó vẫn chịu đựng được, chứ nó không phải là, thực ra mình cẩn thận là mình bôi keo liền sẹo thôi, nó như cái cây trồng tự nhiên ngoài kia thôi. Các anh chị trồng phi điệp cũng nên để tự nhiên nhé, để khi mình chém này một phát là đã tự lên mầm rồi, chẳng phải kích. Còn khi mà mình sử dụng thuốc kích ấy, là để cho nó ra hoa thôi, mà nó không ra hoa thì nó sẽ lên ki rất là mạnh. Thì nhìn chung là cái việc kích này thì em cũng không khuyến khích gì cả, trừ khi những cây nào cần bảo tồn lưu truyền giống vì nó yếu ấy, thì mình mới sử dụng để cho nó phát triển nhanh vậy thôi. Còn khi mà cái cây ki nó khỏe nhá, ki này của các bác nó khỏe nhá, thì tự nó ra rễ này, tự nó lớn rất là mạnh. Còn ki kích thì nó sẽ ra nhiều và nó sẽ lên nhiều và nó sẽ lớn chậm hơn đây. Các anh chị có thể nhìn thấy ki lên rất nhiều nó sẽ chậm hơn. Nhiều cái mà, một mẹ nuôi 10 con thì 10 đứa con đấy sẽ còi, một mẹ nuôi 2 đứa con thì đứa đấy sẽ béo như con lợn. Đấy đều chắc chắn luôn. Thì anh chị cũng có thể để ý thấy trên một cái cây này. Vấn đề ra rễ không ra rễ thì cùng thời điểm ấy. Cùng kích như nhau ấy. Đây, bên này có cái bé tí ra rễ này. Đấy, bé hơn đúng không ạ? Đã ra rễ rồi. Cái này to hơn. Trên một thân nhá. Đây, trên một thân này. Trên một thân. Là cái bé ở trong này đã ra rễ rồi, còn cái này thì nó lại chưa ra rễ. Cùng kích nhá. Cùng vết kích đây đây. Trong này vết kích đây này. Ki rất là bé, khoảng 4-5 cm là có rễ rồi nhá. Cùng vết kích đây. Ở ngoài đây cũng cùng với kích, cái này 4-5 cm rồi. Cái to này phải 5-6 cm rồi. Mà nó còn chưa có rễ. Thì nó chẳng có liên quan gì đến cái việc kích làm sao cho nó ra rễ. Không phải. Tất cả sai hết. Còn thì một mẹ nuôi 10 con thì 10 con đấy nó gầy như là con nhái bén ấy. Còn một mẹ nuôi 3 con thì chắc chắn nó sẽ béo như con lợn các bác nhá. Nên cứ các bác cứ mà có kích ấy, thì kích ít thôi, kích 1-2 phát thôi để cho nó lên tầm 5-6 kg rồi. Nó mập, nó khỏe. Các bác chăm năm 1 năm 2 là nó có hoa luôn. Thì đây là kinh nghiệm của em về kích ki có ra rễ hay không ra rễ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Nếu các bác cảm thấy có ý nghĩa và hay thì có thể đăng ký kênh của em. Kênh của em là kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Sẽ có rất là nhiều người sẽ lấy clip này của em và những clip khác. Thì đó là một cái thông tin rất là vui. Các bác ấy đăng lên để mọi người cũng biết đến, hoặc là các bác có thể chia sẻ luôn được. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Em chào các bác. Da dễ không phải dễ này. Đây, cái trong này da dễ nhé. Đấy, da dễ này. Nhìn bên này thì chuẩn hơn này. Cùng nó kích như nhau. Đấy. Cái này thì nó lại không phải dễ. Mặc dù cái ngoài to hơn. To hơn chẳng là dễ. Cung kích đấy. Thế nên là không nói lên gì các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Xin chào các bác.